Vừa qua thì một sự việc ẩu đả ngay tại địa bàn huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đã khiến cho người dân chứng kiến có một phen hoảng hồn. Nhận được tin báo thì các cơ quan lực lượng chức năng đã có mặt và tiến hành xử lý vụ việc. Khoảng 21 giờ tối ngày 16 tháng 12, hai người đi xe máy đến trước khu đất tranh chấp ở ấp 5A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, rồi bắn rất nhiều phát súng vào một chiếc xe ô tô đang đậu rồi rời đi. Thời điểm bị bắn thì xe ô tô không có người nên may mắn là không có ai bị thương. Tại hiện trường thì rất nhiều vỏ đạn vương vãi trên đường. Nhận được tin báo thì công an huyện Bình Chánh phối hợp cùng các đơn vị chức năng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra sự việc. Ông B, Việt Kiều Mỹ, chủ xe bị bắn cho hay. Thời điểm xảy ra nổ súng, ông vừa bước ra khỏi xe chưa được bao lâu. Trước đó thì ông B và người cháu ruột xảy ra mâu thuẫn về tranh chấp đất đai. Chiều ngày 16 tháng 2 thì người cháu hẹn ông B để trao đổi các giấy tờ liên quan tới việc bàn giao khu đất tranh chấp trên. Tuy nhiên thì người này không xuất hiện để thực hiện lời hứa theo thỏa thuận. Do đó thì ông B đến công an xã và ủy ban nhân dân xã Bình Hưng để trình báo vụ việc liên quan đến tranh chấp đất. Tối cùng ngày thì ông B đến khu tranh chấp thì xảy ra vụ nổ súng. Hiện tại thì phía cơ quan chức năng vẫn đang tích cực điều tra và làm rõ, cũng như có những biện pháp xử lý kịp thời, tránh gây những hậu quả nghiêm trọng xảy ra. Những thông tin mới nhất sẽ được cập nhật liên tục.